Đông Nam Á ghen tị, Thái Lan cay cú vì đã không học Việt Nam mua xe tăng Nga mà lại đi mua xe tăng Trung Quốc. Và cái kết bất ngờ ở hội thao 2022. Xin chào các anh em của dòng máu là không. Như thường lệ, hàng năm vào thời điểm này, hội thao quân sự quốc tế gọi tắt là Army Games sẽ được diễn ra tại Moscow. Và phần thi mà nhiều khán giả mong chờ nhất đó không khác là cuộc tranh tài giữa các cỗ xe tăng thiết giáp hầm hố. Cũng giống như những năm trước, năm nay, các đội tuyển tham dự hạng mục xe tăng hành tiến Tank Peatone 2022 sẽ tiếp tục được nước chủ nhà cho mượn xe tăng chủ lực T-72B3. Ngoại trừ Trung Quốc, quốc gia này vẫn tự mang theo xe tăng T-96B do nước này tự sản xuất tới thi đấu. Theo tờ South China Morning Post, thì sáng ngày 25 tháng 7, một đoàn tàu chở các binh sĩ, xe tăng quân sự và một số phương tiện khác đã rời thành phố Mãn Châu Lý thuộc khu tự trị Nội Mông ở phía Bắc Trung Quốc để hướng đến thị trấn Zabaiska ở Nga. Điều đáng nói ở đây là đã rất nhiều năm rồi mà Trung Quốc vẫn chỉ đem T-96B tới hội thao để chiến đấu. Điều này nói lên rằng mẫu xe tăng T-96B của Trung Quốc vẫn còn rất nhiều điểm chưa hoàn thiện và Trung Quốc muốn nó so tài với xe tăng T-72B3 để từ đó được học hỏi rút kinh nghiệm cho việc nâng cấp sâu hơn. Năm 2016, cũng tại hội thao ở Moscow, một chiếc xe tăng T-96B Trung Quốc khi đang thi đấu chạy qua chướng ngại vật mấp mô thì đã bất ngờ rụng bánh ngay giữa đường đua. Mặc dù nước chủ nhà Nga đã cố gắng nhịn cười, nhưng khi đó ở dưới khán giả thì rớt hết nước mắt. Mà đó cũng chưa phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố với xe tăng T-96 tại đường đua tranh Piaton. Trong năm 2014, một chiếc T-96A số hiệu 809 gặp sự cố và không thể tiếp tục di chuyển sau khi xuất phát được vài phút. Lý do là bởi một tấm chắn bùn bên phải của xe bị rơi hẳn ra ngoài do một bánh lăn của xích văng vào khiến xe gặp sự cố. Trái ngược với mẫu tăng T-96B Trung Quốc, T-72B3 của Nga năm nào cũng được khen hết lời. Bất chấp mặt sân thi đấu của mục thi tranh Pialon là cực kỳ khắc nghiệt với những địa hình phức tạp nối tiếp nhau gây khó dễ cho kiếp đái. Nhưng việc chiếc T-72B3 có thể chịu đựng được đường đua tại giải đấu này hàng năm đã cho thấy khả năng bền bỉ và sức chịu đựng đáng ngạc nhiên của chúng. T-72 thực chất là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ hai được Liên Xô sản xuất và đưa vào sử dụng trong thập niên 1970. Đến năm 2010, giới công nghiệp quốc phòng Nga đã cho nâng cấp các xe tăng phiên bản T-72B lạc hậu thành T-72B3. Từ khi T-72B3 ra đời, nó đã được giới chuyên gia quân sự phương Tây gọi là cỗ xe tăng bay. Lý do là tại hội thao năm 2019, đội tuyển Nga đã tạo ra kỷ lục mới với xe tăng T-72B3 khi tiến hành trong điều kiện dã chiến và đạt vận tốc lên tới 85 km/h. Đây là kỷ lục chưa từng có tiền lệ đối với các dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại trên thế giới. Và cũng ở giải thi đấu 2020, đội tuyển xe tăng Việt Nam đã điều khiển chiếc xe tăng T-72B3 di chuyển với tốc độ tối đa được ghi nhận lên tới 72 km/h, vượt qua tốc độ giới hạn tối đa cho phép theo lý thuyết của chiếc xe tăng T-72B3 là 68 km/h. Cả Nga và Việt Nam đều làm nên thành tích với cỗ xe tăng T-72B3, khiến Trung Quốc cũng như những nước mua hàng của Trung Quốc phải trố mắt nhìn nhau. Thái Lan chắc có lẽ là quốc gia cay cú nhất về vấn đề này. Vị khách hàng đầu tiên dám mua xe tăng Trung Quốc đó chính là lục quân Thái Lan. Ban đầu, Thái Lan đặt hàng mua 28 chiếc VT-14 của Trung Quốc vào năm 2016, chuyển giao năm 2017. Sau đó, Thái Lan tiếp tục đặt mua thêm 2 loạt 10 chiếc và 14 chiếc xe tăng VT-4. Điều đáng nói, quân đội Thái Lan đã đặt hàng tổng cộng 48 chiếc VT-4 từ Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Hoa Bắc của Trung Quốc với đơn giá là 280 triệu đô la. Như vậy, tính ra, trung bình mỗi chiếc VT-4 đã tiêu tốn của Thái Lan tới 5,8 triệu đô la ngân sách, đắt hơn cả việc mua T-90S và T-90MS của Nga. Mặc dù xe tăng VT-14 là mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhất của Trung Quốc đưa vào sản xuất cho thị trường xuất khẩu, nó được biết đến trước đó với tên gọi MBT-3000 chứ không phải mẫu T-96B
dùng ở hội thao. Thế nhưng, nếu so với cùng phân khúc, Kai 96B đã thua xa T72 Nga, thì VT14 Trung Quốc làm sao mà có tuổi bì được với mẫu tăng T90 của Nga. So với các dòng xe tăng của Nga, xe tăng của Trung Quốc vẫn chỉ được xem là con hổ giấy. Do đó năm nay, chắc chắn Thái Lan sẽ lại được một pha thất vọng. Vì năm nay, phiên bản xe tăng chủ lực T72B3 được chủ nhà Nga cho các nước tham gia Tank Biathlon 2022 mượn sẽ là phiên bản nâng cấp mới nhất, có trọng tâm xe thấp hơn, động cơ và hộp số cải tiến, cho phép cỗ xe tăng này phóng đi với tốc độ cao hơn. T72B3 dù đã ra đời rất lâu, nhưng hàng năm phía Nga luôn có bản nâng cấp mới cho dòng tăng này, với T90 cũng tương tự. Do đó, phía Việt Nam đã rất sáng suốt khi chọn mua các dòng tăng của Nga. Vì vậy mà chúng ta luôn tiếp cận được những công nghệ nâng cấp mới nhất. Còn Thái Lan thì bị bỏ xa, do đối tác của họ là Trung Quốc đang chật vật thử nghiệm chiếc Kai 96B của mình cũng như các dòng tăng tự chế. Khác với Trung Quốc, các dòng tăng của Nga được thừa hưởng những tinh hoa từ thời Liên Xô. Trong đó, dòng T72 được xem là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực xe tăng. Thời điểm chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, Liên Xô và phát xít Đức thời điểm đó đã có cuộc đua phát triển xe tăng với chiến thắng thuộc về Hồng quân. Liên Xô đã theo đuổi tư duy phát triển cùng lúc hai dòng xe tăng chiến đấu để đối phó với đội quân hùng hậu được cơ giới hóa của phát xít Đức. Một dòng hạng nặng, hỏa lực mạnh cho nhiệm vụ đấu tăng. Loại còn lại là dòng xe tăng đề cao tính cơ động, dễ chế tạo, sửa chữa để nhanh chóng bù đắp thiệt hại trong chiến đấu. Tư duy này đã được thể hiện qua hướng thiết kế của xe tăng hạng trung T-34 và xe tăng hạng nặng KV. Trong thực tiễn, chiến đấu đã chứng minh, dù xe tăng T-34 không có vỏ giáp dày hay hỏa lực mạnh hơn các dòng xe tăng Panther, Tiger hay King Tiger của phát xít Đức, nhưng bù lại, xe tăng T-34 lại cơ động và linh hoạt hơn trong chiến đấu. Các đội hình xe tăng T-34 thường dùng tốc độ tiếp cận gần nhất các xe tăng Đức để khai hỏa các điểm yếu và giành chiến thắng. Tư duy này sau đó đã tiếp tục được Liên Xô ứng dụng vào các thế hệ xe tăng sau đó như T-54 và IS-7, T-62 và T-64, T-72 và T-80. Trong đó, xe tăng T-72 được coi là thiết kế thành công nhất. So với các dòng xe tăng của Mỹ và châu Âu cùng thời, xe tăng T-72 có kích thước nhỏ gọn và cơ động hơn. Tốc độ di chuyển nhanh thuộc hàng thượng thừa của lĩnh vực chế tạo thiết giáp thế giới. Thiết kế của xe được thu gọn tối đa nhưng vẫn được trang bị hệ thống nạp đạn tự động và pháo chính mạnh mẽ cỡ nòng 125mm, giúp xe tăng T-72 dù chỉ có trọng lượng khoảng 41 tấn nhưng vẫn đủ uy lực để chọc thẳng vào các điểm yếu và đánh bại các dòng xe tăng hiện đại của Mỹ và châu Âu. Đặc biệt, ở phiên bản T-72B3, xe tăng Nga được trang bị động cơ diesel tăng áp V841 công suất 840 mã lực, đạt tỷ lệ công suất động cơ trên tổng trọng lượng 43 tấn là 1/19. Tỷ số này kết hợp với hệ thống hộp số tự động 8 cấp, 7 số tiến và 1 số lùi và hệ thống treo tối ưu cho hoạt động ở địa hình phức tạp, chính là những yếu tố giúp xe tăng T-72B3 thực sự giống một chiếc xe đua hơn. Để so sánh, các dòng xe tăng của phương Tây như Leopard 2, Schenker 2, AMX-56 Ledrex hay M1A2 Abram đều có động cơ mạnh mẽ hơn tới gần 1.500 mã lực. Tuy nhiên, trọng lượng các xe tăng của Mỹ và châu Âu đều chạm và vượt qua ngưỡng 60 tấn, khiến chúng không thể có khả năng cơ động cao như xe tăng T-72B3. Các dòng xe tăng của Mỹ và phương Tây đều được giới thiệu là có khả năng đạt tốc độ di chuyển tối đa 70-80 km/h. Tuy nhiên, thông số này chỉ đúng trên đường giao thông. Tốc độ cơ động của xe sẽ bị giảm nhiều hơn so ở địa hình dã chiến. Trong khi đó, tại các kỳ Tank Biathlon, xe tăng T-72B3 đều chứng minh được khả năng cơ động của mình ở điều kiện dã chiến trên thao trường với các mốc tốc độ kỷ lục. Ngoài ra, sau khi nâng cấp, thì T-72B3 cũng được trang bị hệ thống cảm biến đo xa, hệ thống cân bằng nòng súng. Kèm theo đó là một loạt các thiết bị điện tử hiện đại cho phép T-72B3 phát hiện và tiêu diệt mục tiêu chính xác trên chiến trường. Tuy nhiên,
để nhấn mạnh vào khả năng của các kiếp chiến đấu. Ban tổ chức tranh Pialon từ lâu đã cấm các đội thi đấu sử dụng hệ thống hỏa lực tự động, buộc các đội tham gia phải nhắm bắn một cách thủ công. Điều này khiến cho các màn khai hỏa của xe tăng T-72B3 tại thành Pialon diễn ra hết sức gay cấn, đặc biệt là vòng thi vừa di chuyển vừa khai hỏa, một khoa mục quá khó với mọi xạ thủ xe tăng gạo cội. Giải đấu tranh Pialon trong khuôn khổ Army Games 2022 năm nay vừa qua đã bắt đầu khởi động và theo lịch thi đấu, đội tuyển tăng Việt Nam chúng ta sẽ ra quân trận đầu vào chiều ngày 13 tháng 8. Và cũng theo thông tin được phóng viên báo Quân đội Nhân dân truyền tải về từ Nga, đội tuyển tranh Pialon của Việt Nam năm nay đã bốc thăm thi đấu vào lượt trận thứ 2 bảng 1 với xe tăng T-72B3 màu xanh dương. Theo lịch thi đấu của ban tổ chức, hai lượt thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại tranh Pialon 2022 sẽ diễn ra vào 16 giờ ngày 13 tháng 8, 14 giờ ngày 16 tháng 8 và 14 giờ ngày 20 tháng 8. Liệu năm nay đội tuyển Việt Nam có làm nên kỳ tích mới, cũng như có thể vươn lên top 5 các quốc gia đạt thành tích cao ở mục thi tranh Pialon? Chúng ta hãy cùng đón xem thành quả luyện tập suốt một năm qua của bộ đội Việt Nam như thế nào nhé! Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.